đi đón hai em Chico và Hà Avi các bác ơi. Mấy tiền anh? Cho em 100 để em lên tiền. Em đã đón em Chico này về nhà. Thì thực ra Chico ấy thường thường là nuôi sinh sản ở trong miền Nam rất là nhiều, tuy nhiên miền Bắc thì lại ít hơn. Thì em có bắt một cặp này của một bác ở trên Yên Bái gửi hai chặng xe mới về nhà. Đây. Thì đây là cặp Chico non em mua về nuôi làm cảnh chơi trong Avi. Thì vừa mới ra vừa về nhà nhận thì tiền cước xe còn đang bị nhùng nhằng. Bác ấy trả tiền cước rồi nhưng mà nhà xe vẫn thu. Đấy. Đây. Đây, hai em Chico đây. Thì Chico là một trong loài chim nó rất là lành. Nó lành cực kỳ luôn. Cho nên là nó hiền lắm các bác. Đây này. Nó khá là to rồi này. Thì bác bán bác ấy bảo là cái con to này này. Đây các bác nhìn con to này là con đực này, con bé này là con mái này. Không biết có phải không? Cúc 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 cúc. Em sẽ kiếm con dế cho nó ăn. Ở đây thì em có con dế này. Thì Chico nó ăn tạp lắm các bạn. Cái gì con gì nó cũng ăn. Xem nó ăn. Cúc 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 cúc. Cúc 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 cúc. Nó mới về chắc là nó mới về nó còn đang say xe, nó đang ngáo ngơ. À đấy, ăn rồi. Nó đang say xe, nó ngáo ngơ. Đi từ Yên Bái về Thái Nguyên về nhà em không biết mấy trăm cây. Nhưng mà chắc là nó cũng mệt lắm đấy. Cho ăn mấy con dế cho nó tỉnh táo. Đây, em cho ăn mấy con dế. Ây da, đau quá. Em bé bé này, cho em bé bé ăn. Mày ăn hết rồi. Mày ăn hết rồi. Đây, cho tạm vào cái lồng này ở đây nhá. Vài bữa nữa thì em thả ra ngoài ấy. Nhưng mà trước mắt thì cho vào trong lồng cho nó ở đấy đã. Cúc. Em bé này còn đang ngáo ngơ, chưa biết ăn. Bởi vì chắc là đang say xe các bạn. Đây. Cúc. Nó ăn tạp lắm. Nó ăn các loại rau này, rau muống này, rau cải này, rồi ăn dưa hấu này, ăn hoa quả này, ăn thóc gạo này, ăn cám gà này, ăn sâu bọ này, ăn cá này, đủ các thứ. Đây. Còn mệt đúng không? Còn đang mệt đúng không? Chưa tỉnh. Còn đang say các bạn. Đây, cúc. Đây, về nhà mình thì không bị cạnh tranh. Bác kia bác ấy, chắc bác ấy nhập vào trong miền Nam về sao ấy. Em thấy nhiều lắm. Nhiều kinh khủng luôn. Chả biết mấy trăm con ấy. Thì mua ở xa thì bác ấy chọn cho con nào biết con đấy thôi. Cũng bảo là bác chọn cho em hai con nó đẹp đẹp tí về em làm YouTube. Nếu mà có ai mua thì em giới thiệu cho. Nhưng mà cũng chả biết là đây là những con đẹp chưa. Đây. Cúc. Con này nó bé hơn hẳn này các bác này. Nó đang tòe lông ngực xanh rồi này. Cúc. Còn con kia to hơn hẳn luôn. Thì không biết là phải là bé là cái mà to là trống không? Bởi vì nó cũng chưa đủ lông, chưa có màu nên chưa biết được. Cúc. Chico em thấy nó rất là đẹp. Thực ra nó chả có ấy đâu. Nó chả hot hết gì đâu nhưng mà nhìn nó đẹp lắm. Và thả như gà các bác. Nhìn các bác nuôi mê quá cho nên là hôm nay kiếm một cặp về. Kiếm một cặp về chăn xem là nó thế nào. Đây, chui vào đây nhá. Chui vào đây với bạn. Đúng rồi. Chết rồi, nó cướp mất rồi. Ôi, mang vào đây nó cướp mất. Múc cho nó một ít nước. Đấy. Sau này thì em thả ra cái AV rộng này của em. AV rộng của em này rộng lắm. Sau này em sẽ thả ra nhưng mà trước mắt là cứ để trong này đã. Cho nó ổn định tâm lý đã các bạn. Và cho nó một ít cám vào, cám gà vào cho nó ăn. Đấy, trước mắt là cho ăn cám gà đã. Còn sau này thì sẽ bổ sung thêm nhiều loại thức ăn khác. Rau cỏ rồi hoa quả. Đấy, rất là đẹp. Nó đang uống nước này các bạn này. Mới về thì cũng khát. Đấy. Cái lồng này lồng chim bồ câu. Sau này phải thả ra thôi bởi vì Chico nó rất là to. Theo em tìm hiểu thì cái con to nó rơi vào tầm hơn 1 kg một con mà. Đây là con trống ấy. Thì cái con này em thấy nó cũng tầm 4-5 lạng rồi. Và nó đang mọc lông cánh kìa. Đấy. Nó rất là hiền, nhìn nó ngu. Rất là hiền.
Cú 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 cú. À, xem cho ăn con dế nữa nào. Em mua dế về em nhốt ở đây để cho mấy con chim chích chòe trào mào non em đang nuôi cho nó ăn, cho nó béo. Đây con dế này các bạn này. Ngon luôn. Sâu bọ dế rồi cỏ rồi rau muống rau cải nó rất là thích. Cúc 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 đấy, tranh nhau mổ nhau hả? Thôi nhường cho em nó một miếng, ngày mai nó làm vợ mình đấy. Cúc 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 cúc. Có ra ngoài này chơi không? Có ra ngoài này chơi không? Cúc 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 cúc. Đấy nó đang ăn này các bác này, rất là hiền luôn, nó ăn cám nhá. Đấy, ghé ghé cho các bác nhìn này, rất là đẹp. Đấy, đây nhá, tí nữa anh mày kiếm cho tí rau ăn nhá. Đây, bác này bác ấy thả cho cái rau muống này, chắc là để cho ăn cho đỡ đói mới đỡ bị khát. Chico nó là một trong những loài chim nước nhá các bác nhá. Các bác nhìn cái chân nó dài kìa. Chân nó dài kia nghĩa là nó lội nước khủng khiếp đấy. Em tìm hiểu thấy các bác chia sẻ là nó rất là thích cái bèo Tây lục bình ấy, nó rất thích ăn cái loại bèo đấy. Nếu mà nuôi sinh sản mà làm cho một ô nó có nước xong thả cái bèo lục bình đấy vào thì nó rất là thích. Đây, nó rất là hiền này các bác, hiền sờ gãi gãi này rất là thích này. Đây, rất là thích luôn. À cặp này em mua bác kia bán 600k nhé, 700, bởi vì ship 2 chặng. Ship 2 chặng mới về từ nhà. Bởi vì bác ấy ở đấy thì em lại không tiện đường nên là phải ship 2 chặng. Một chặng về bến xe thành phố xong họ chuyển xe sang gửi về huyện cho em. Đấy. Nhìn cái chân sợ không các bác? Chân khiếp lên được. Đây, có ra ngoài này không? Ra ngoài này chơi. Đây. Ra ngoài này chơi nhỉ. Ăn dế nữa không? Nó rất là hiền nhá. Không biết là bản tính nó như thế hay là bác kia nuôi bác kia thuần dưỡng kiểu gì. Tất nhiên chim non thì nó cũng hiền hơn, hiền hơn những cái loại chim già, nhưng mà nhìn nó rất là hiền luôn. Đây. Đấy. Ôi rơi rồi. Rơi rồi. Này. Nhìn rất là thích luôn. Rồi, lại vào đây với bạn nhá. Đây. Chui vào đây. Rồi, cứ vào. Nó đi. Úi dồi. Cẩn thận nó ngã chứ. Cẩn thận nó kẹp chân nhá. Kẹp chân đau lắm ấy. Đây nó đang ăn cám này bác này. Và nuôi con chim này thì em thấy nó cũng hiền như này, khả năng là xong kiếm thêm mấy con nữa. Nuôi một đàn nó thích. Thực ra ở trong miền Nam thì nó khá rẻ, trong miền Nam nó rất rẻ, nhưng mà khi mà chuyển ra Bắc ấy, nó thêm chi phí, thêm mọi thứ thì nó sẽ đội giá lên nhé các bác nhé. Còn nếu mà các bác trong miền Nam có xem thì bảo ui trong này rẻ đầy ấy. Nhưng mà bọn em ngoài Bắc này nhiều khi mua cái gì nó ở trong đấy chuyển ra nó cũng sẽ bị đắt hơn, bởi vì nó là giá cước vận chuyển. Cúc 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 cúc. Con đực này ăn, con đực này ăn nhiều hơn là con, ôi trời đấy, con đực nó khôn hơn các bác ạ, đực nó khôn hơn cho nên là nó cướp của con cái. Em sẽ bắt thêm cho nó 1-2 con nữa. Mấy con dế này em vẫn đang cho mấy cái con chim chích chòe mấy trào mào ăn ấy, có một con trào mào nuôi non với mấy con chích chòe nuôi non lên. Không cho mày ăn, không cho mày ăn, ôi giời, con thua. Em bé này dại hơn. Có vẻ nó rất thích nước các bác ạ. Vâng, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video trên kênh Sáng Tạo nhé. Các bác xem video thì nhớ đăng ký kênh Sáng Tạo, nhấn vào nút chuông ủng hộ em nhé. Nếu có câu hỏi nào thắc mắc hoặc là có những góp ý gì thì các bác cứ để lại ở phần comment nhé. Em sẽ giải đáp chia sẻ với tất cả các bác nhé các bác nhé. Và các bác xem video nhớ nhấn thích video ủng hộ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.